Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Thưa quý vị, trở lại phần tin tức trong ngày hôm nay, bản tin tiếp theo cho biết là OCBC cắt tài trợ cho các nhà máy điện chạy bằng than đá tại Việt Nam. Phần tin chi tiết với Diệu Quyên. Thưa quý vị, ngân hàng Overseas Chinese Banking Corporation, còn được viết tắt là OCBC, tổ chức tín dụng lớn hàng thứ nhì khu vực Đông Nam Á cho biết, hai nhà máy điện chạy bằng than đá của Việt Nam sẽ nhận được lần tài trợ sau cùng vì ngân hàng sẽ dành ngân khoản để tài trợ cho các dự án sử dụng năng lượng sạch. Trả lời phỏng vấn từ Tổng hành dinh của Overseas Chinese Banking Corporation tọa lạc tại Singapore vào hôm thứ Hai, thì Tổng giám đốc điều hành là Samuel Chen cho hay rằng sẽ không cho vay bất kỳ dự án xây dựng nhà máy điện than đá nào khác tại các quốc gia trên thế giới, ngoại trừ các dự án đã cam kết tiến hành theo kế hoạch. Ông Samuel Chen cho hay rằng họ khuyến khích các chính phủ chuyển sang thực hiện các dự án chạy bằng năng lượng sạch bằng cách cắt đứt nguồn tài trợ xây dựng nhà máy điện chạy bằng than đá. Đã có ít nhất là 100 tổ chức tín dụng áp dụng các biện pháp hạn chế cho các nhà máy điện chạy bằng than đá vay trong vòng 5 năm qua. Phúc trình của Viện Phân tích Tài chính và Kinh tế Năng lượng được công bố vào hồi tháng 2 nói rằng quyết định trên cho thấy ngày càng có thêm nhiều tổ chức thế giới công nhận vai trò tệ hại của than đá trong sự biến đổi khí hậu cũng như là dầu hỏa và các nhà máy chạy bằng dầu hỏa, than đá, lần hồi lỗi thời trước khi mà các chính phủ trả xong món nợ đã vay để đầu tư trong lĩnh vực này. Theo tờ báo mạng BusinessTimes.com dẫn tuyên bố công trình cho hay, OCBC không thể quay lại việc tài trợ cho hai dự án của Việt Nam mà OCBC đã cam kết trước đó, mặc dù OCBC là một trong các nhà tài trợ nhà máy điện 1.2 GW Nghi Sơn 2 tại Việt Nam, đồng thời là nhà đồng tài trợ dự án Vân Phong 1. Trong chiến lược tài chính Tam Cá Nguyệt năm 2019, thì ngân hàng OCBC đã quyết định không tiếp tục thảo luận việc tài trợ các nhà máy điện chạy bằng than đá từ 2 năm qua. OCBC đang tài trợ hơn 20 nhà máy điện năng lượng mặt trời tại Malaysia, cũng như là các dự án nhà máy điện chạy bằng sức gió tại Australia và Đài Loan. Nguồn thu từ đất ở Sài Gòn giảm khiến nợ động tăng. Thưa quý vị, báo Thanh Niên ngày 17 tháng 4 năm 2019 loan tin, cơ quan thống kê Cộng sản tại Sài Gòn cho biết tổng thu ngân sách tại Sài Gòn trong 3 tháng đầu năm 2019 là 70.406 tỷ đồng, tăng 2.22% so với cùng thời kỳ năm 2018. Tổng nguồn thu tăng, tuy nhiên một số lĩnh vực thì bị giảm sút mạnh, giảm nhiều nhất là nguồn thu từ bất động sản. Trong đó, tiền thu từ sử dụng đất giảm hơn 69%, tiền thu cho thuê mặt đất, mặt nước giảm gần 52%, thu lợi nhuận sau thuế giảm gần 59%, nguồn thu từ bất động sản giảm mạnh đã kéo theo nợ đọng, tiền thuế tăng mạnh. Ông Lê Duy Minh, Phó trưởng Cơ quan Thuế tại Sài Gòn cho biết là nợ đọng thuế trong Tam Cá Nguyệt đầu năm 2019 đã tăng thêm khoảng 2.000 tỷ đồng, nâng con số nợ đọng lên gần 12.000 tỷ đồng. Ông Minh cho rằng nợ đọng tăng là do một số dự án bất động sản trên địa bàn thành phố vẫn chưa được phát triển. Việc này đã làm cho nguồn thu ngân sách gặp khó khăn. Chuyên gia Ngô Chí Long nhận định, nguồn tiền thu từ bất động sản giảm mạnh chứng tỏ thị trường bất động sản tại Sài Gòn trong những năm vừa qua khá nóng và đang có sự phát triển gần chạm bong bóng, xa giá trị thực và thuần mua bán chuyển nhượng nhu cầu thực không thấy. Ông Minh còn lo ngại khi thị trường bất động sản gặp khó khăn thì sẽ tác động lên các hoạt động sản xuất kinh doanh khác như là xây dựng, cố vấn thiết kế. Ngoài nguồn thu từ bất động sản giảm mạnh thì nguồn thu thuế từ các hoạt động kinh doanh như là bia, xe hơi, điện thoại đều bị giảm. Bản tin sau đây liên quan về việc nhà hoạt động Nguyễn Ngọc Ánh sắp bị xét xử và đối mặt với bản án nặng nề. Thưa quý vị, nhà cầm quyền Cộng sản tỉnh Bến Tre sắp đưa nhà hoạt động Nguyễn Ngọc Ánh ra xét xử về cáo buộc làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước, theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Anh có thể phải đối mặt với mức án nặng nề từ 7 cho tới 12 năm nếu như bị kết tội. Vào ngày 17 tháng 4, vợ của anh đã đến trại tạm giam của Công an tỉnh Bến Tre để thăm chồng. Tuy nhiên thì phía trạm giam không cho gặp và nói rằng điều tra đã kết thúc và hồ sơ đã được chuyển sang tòa án để định ngày xét xử.
cô Châu phải sang bên Tòa án Cộng sản tỉnh Bến Tre để xin được gặp chồng trong cùng một trại giam. Cô cho biết rằng chồng của cô vẫn chưa được gặp luật sư kể từ khi bị bắt vào ngày 30 tháng 8 năm 2018, cho dù luật tố tụng hình sự quy định bị can được quyền trợ giúp của luật sư ngay sau khi bị bắt. Tuy nhiên thì cô nói dường như chồng của cô muốn tự bào chữa cho mình. Anh Nguyễn Ngọc Ánh, sinh năm 1980, là một chủ đầm tôm ở Bến Tre sau khi tốt nghiệp tại Đại học Thủy sản. Anh có nhiều bài viết và livestream trên Facebook nhằm cổ suý nhân quyền và dân chủ. Nhà cầm quyền tỉnh Bến Tre thì cho rằng những hoạt động trực tuyến của anh gây hại cho chế độ toàn trị và quyết định bịt miệng anh bằng việc bắt giữ vào cuối tháng 8 năm ngoái. 106 công nhân Đài Loan du lịch Indonesia, Việt Nam, Philippines và Malaysia bị nhiễm virus sốt xuất huyết. Phúc trình của Trung tâm Kiểm soát và Bài trừ Dịch bệnh Đài Loan được viết tắt là CDC công bố vào hôm thứ Ba, 16 tháng 4 nói rằng, từ đầu năm đến nay, đảo quốc đã khám phá tổng cộng 106 trường hợp bị nhiễm sốt xuất huyết. Phúc trình này cũng khẳng định rằng tất cả 106 bệnh nhân bị nhiễm virus sốt xuất huyết đều là người du lịch ngoại quốc trở lại Đài Loan, gồm 34 người từ Indonesia, 26 người từ Việt Nam, 12 người từ Philippines và Mã Lai. Tờ báo mạng China.org dẫn con số thống kê của CDC nói rằng số người bị nhiễm virus sốt xuất huyết từ ngoại quốc mang vào Đài Loan cao kỷ lục gần 10 năm nay. Các vụ nhiễm bệnh mới nhất gồm 3 du khách vừa quay về lại Đài Loan sau khi cùng một đoàn 110 người du lịch Maldives từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4. Hai trong số 3 du khách bị đau nhức đầu và cơ khi còn ở Maldives và du khách còn lại có triệu chứng tương tự 2 ngày sau khi quay trở về Đài Loan. Kết quả cuộc xét nghiệm cho thấy cả 3 người đều bị nhiễm virus sốt xuất huyết và may mắn là cả 3 bệnh nhân đều đã phục hồi sức khỏe. Một lần nữa chúng tôi xin được tạm ngưng phần tin tức ở đây, khi trở lại sẽ gửi đến quý vị những phóng sự từ Pháp Quốc cũng như là từ Pennsylvania. Mời quý vị nhớ đón xem. Thưa quý vị, trở lại phần tin tức trong ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý vị một phóng sự từ Pháp và tin chi tiết với Diệu Quyên. Thưa quý vị, vào chiều ngày 16 tháng 4 vừa qua, một trận hỏa hoạn đã thiêu cháy một phần thánh đường Notre-Dame de Paris, tức là nhà thờ Đức Bà. Thiệt hại của ngôi nhà thờ được xây từ thế kỷ thứ 12 có thể lên tới hàng tỷ Mỹ Kim. Đám cháy được cho là do bất cẩn khi đang trùng tu tại thánh đường này. Phóng viên SBTN gửi về bản tường trình sau đây. Kính thưa quý vị, vào lúc 6 giờ 50 chiều ngày 15 tháng 4, nhà thờ Đức Bà Notre Dame de Paris đã trải qua một trận hỏa hoạn vô tiền khoáng hậu. Chúng tôi đang có mặt tại hiện trường để gửi đến quý vị những hình ảnh đau lòng còn sót lại của một di sản văn hóa gắn liền với lịch sử của Paris. Nhà thờ Đức Bà Notre Dame de Paris sau một đêm dập vùi dưới ngọn lửa, chung quanh di tích lịch sử này chỉ còn lại một không khí ảm đạm. Cả Paris như đang để tang, cả thế giới như đang khóc cho một người phụ nữ nổi tiếng mà nhiều người Việt Nam biết đến qua quyển Tango ở nhà thờ Đức Bà của Victor Hugo. Tọa lạc ở một hòn đảo trên sông Seine thuộc quận 5 Paris, chung quanh nhà thờ Đức Bà, hàng ngàn người đến để nhìn tận mắt những gì còn lại của di sản văn hóa này. Đến từ Lyon, chị Ngọc Anh chia sẻ cảm xúc. Rất là xót xa, đau lòng và buồn nữa. Bởi vì đây là một trong những cái biểu tượng rất là nổi tiếng của thành phố Paris. Rất là nhiều bạn bè của em đã từng đi qua Paris và thăm nơi này. Và mọi người đều chung một cái cảm giác rất là đau xót và buồn đó. Lúc 18 giờ 20 ngày 15 tháng 4, báo động lần thứ nhất nhưng đám cháy chưa được phát hiện. 18 giờ 43 phút, báo động lần hai, dấu vết cháy đầu tiên được ghi nhận. Sau đó, đám cháy bùng phát ra trên một diện tích khoảng 1.000 mét vuông. Lập tức, 400 lính cứu hỏa của đội Paris đã được sử dụng với 18 vòi phun nước từ sông Seine. Đám cháy được khống chế lúc 12 giờ đêm. 10 giờ sáng ngày hôm sau 16 tháng 4, đội trưởng đội cứu hỏa xác nhận đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Thiệt hại về con người không đáng kể, đám đông đang dự thánh lễ lúc đám cháy bùng phát được di chuyển nhanh chóng. Theo Bộ Nội vụ, chỉ có một lính cứu hỏa và hai cảnh sát bị thương nhẹ. Tuy nhiên, thiệt hại về vật chất thì khó lường được.
Nóc ngôi thánh đường 856 tuổi hoàn toàn bị thiêu rụi. Ngôi tháp có mũi tên cao 93 mét, được xây từ thế kỷ thứ 19 bởi kiến trúc sư Viollet-le-Duc, một biểu tượng của Paris, đã bị sụp đổ. Nhà thờ Đức Bà còn được gọi là khu rừng bởi được làm hoàn toàn bằng gỗ sồi từ thế kỷ thứ 12 nên bắt cháy dễ dàng. Hiện không ai được phép vào bên trong nhà thờ vì những khung gỗ còn lại có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Bên ngoài, hàng ngàn người hiếu kỳ và truyền thông báo chí đang chờ trực để lấy tin. Những tác phẩm nghệ thuật quý giá trong nhà thờ được dời về cất giữ tại Điện Louvre. May mắn thay, một nhân viên đã tìm thấy con gà trên tháp mũi tên giữa đám đổ nát. Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ, ông Laurent Nunez cho biết, chỉ trễ 15-30 phút sau là ngôi thánh đường sẽ hoàn toàn bị thiêu rụi. Giám đốc Sở Cứu hỏa Paris Jean-Claude phát biểu, chúng ta có thể coi cấu trúc chính và hai tháp cao của nhà thờ Đức Bà đã được bảo vệ an toàn. Một nhân viên đội cứu hỏa cho biết, khó khăn lớn nhất đã qua, nhưng nguy hiểm vẫn còn. Phần khó khăn nhất là phần phía sau của nhà thờ và mũi tên bị ngã xuống. Về những nguy hiểm có thể có, chúng ta đang ở thời kỳ thứ hai. Nhà thờ đã phải chịu một sức nóng khủng khiếp. Trong những ngày sắp tới, mưa gió có thể làm nguy hiểm thêm cho kiến trúc của nhà thờ. Những thiệt hại còn phải được đánh giá bởi những chuyên gia, kiến trúc sư và sẽ cho biết có phải xây lại hay phải di chuyển đi nơi khác. Khi thông báo Notre Dame de Paris est en feu, nhà thờ Đức Bà đang cháy, được phát ra, Tổng thống Macron đã hủy một cuộc nói chuyện trên truyền hình và có mặt tại địa điểm lúc 20h15 cùng ngày. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Castaner cũng có mặt trước thánh đường khoảng 5 giờ chiều ngày hôm sau, 16 tháng 4. Các nguyên thủ thế giới Trump, Merkel, May cũng bày tỏ lời chia buồn. Tòa thánh Vatican nói, đám cháy gây sự bàng hoàng và đau buồn. Linh mục Henri, phục vụ trong nhà thờ Đức Bà, chia sẻ với báo chí phía trước thánh đường. Nơi nào cũng có thể cầu nguyện, nhưng nhà thờ Đức Bà không chỉ là nơi cầu nguyện mà còn là nơi gặp gỡ của du khách từ khắp nơi. Nhà thờ Đức Bà không chỉ là biểu hiện của đức tin mà còn là sự thể hiện lý trí qua kiến trúc hình học của nó, và đó là điều tuyệt vời. Thánh đường bị hủy hoại nhưng nó sẽ được xây dựng lại, ông lạc quan kết luận. Sự việc gây chấn động lương tâm thế giới, từ Paris, nhà báo Từ Thức viết. Paris thức dậy trong không khí ảm đạm của một ngày tang, mỗi người cảm thấy mất mát, đau xót như vừa đưa tang một người thân, kể cả những người không theo Thiên Chúa giáo, kể cả những người chưa bao giờ đặt chân tới nhà thờ. Tuy nhiên, trên Facebook, nhiều bình luận từ Việt Nam cho rằng tại sao nhiều người quan tâm đến việc này, nếu một di tích lịch sử của Việt Nam bị thiêu hủy, liệu có gây sự chú ý của thế giới như vậy hay không? Chị Ngọc Anh chia sẻ quan điểm của chị về vấn đề này. Với người dân Việt Nam nói chung, không phải là người Công giáo, không thụ hưởng cái văn hóa Công giáo, thì em không tin là nó có một cái tác động cũng mạnh như là nhà thờ Notre Dame ở đây, ở Việt Nam. Từ trước đến nay, Công giáo vẫn luôn luôn bị chính quyền, phải nói là như vậy, dè chừng. Em nghĩ rằng nếu như mà nhà thờ Đức Bà ở Việt Nam có cháy thì cũng không gây được có phản ứng mạnh mẽ ở trong người dân. Đó là vì người dân Việt Nam mình không có ý thức, bởi vì không được giáo dục về những giá trị của văn hóa cũng như là lịch sử, kể cả chính phủ nữa cũng không có những cái biện pháp chính sách để giúp cho cái việc coi như là phát triển và trùng tu cũng như là bảo dưỡng hay là phát triển giá trị của những cái nơi có tính chất coi như là văn hóa lịch sử như vậy. Các tập đoàn lớn như Louis Vuitton, L'Oréal, v.v. đã tặng tổng cộng hơn 500 triệu euro. Tập đoàn Groupama tặng 1.300 cây sồi. Tổng thống Emmanuel Macron hứa hôm 16 tháng 4 sẽ trùng tu lại một thánh đường đẹp hơn nữa trong vòng 5 năm. Từ Paris, Tường An, tường trình cho đài SPTN. Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7 đồng 99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.